Trưa ngày 24 tháng 8, ngay sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Phong, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã bầu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với 97,75% số đại biểu có mặt tán thành. Như vậy, sau hơn 2 tháng được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mãi đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ sự trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp to lớn của ông Nguyễn Thành Phong cho sự phát triển thành phố hơn một nhiệm kỳ qua và hứa sẽ học tập trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ sắp tới. Ông Mãi chia sẻ, nhận nhiệm vụ vào thời điểm hết sức khó khăn, ông nhận thức đây vừa là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách, thách thức rất lớn. Trước Hội đồng Nhân dân và cử tri thành phố, ông cam kết sẽ đem hết tinh thần, sức lực, khả năng và thời gian để cùng tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, huy động mọi nguồn lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Mãi cũng cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, thực hiện có kết quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh, tập trung cao cho công tác điều trị, giảm tử vong, ổn định xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Ông sẽ chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương hoàn thiện một kế hoạch thật cụ thể để thành phố ứng phó hiệu quả với dịch bệnh và khôi phục phát triển trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn kéo dài, gắn với kiên trì thực hiện mục tiêu nghị quyết Đảng bộ thành phố và nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2025. Nhân dịp này, Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chia sẻ với bà con thành phố về những khó khăn và cả sự mất mát trong đại dịch vừa qua và bày tỏ sự ghi nhận, tri ân đến đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tất cả đã không ngại gian khổ, vượt qua áp lực tâm lý, hy sinh thầm lặng để đảm bảo tính mạng và an toàn cho nhân dân. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với ông Nguyễn Thành Phong vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương,